những gam màu đa dạng. Những khoảnh khắc thân thương, sống động qua nét vẽ của một họa sĩ giàu cảm xúc. Đón xem chương trình Art World Thế giới nghệ thuật phạm luận những gam màu yêu thương, phát sóng vào 21:30 ngày 7 tháng 3, phát lại vào 8:15 ngày 8 tháng 3, 12:30 ngày 9 tháng 3 và nhiều khung giờ khác trong tuần. Mời quý vị và các bạn đón xem.